dập dòm đánh ngắn từng ngày, hàng vừa về tới, xuống tay chốt liền. Không giữ được đà phục hồi liên tục, chỉ số VN Index kết phiên quay đầu giảm 7,5 điểm quay về 1.208 điểm với lực bán chủ động gia tăng cho thấy áp lực chốt lời từ hàng bắt đáy trước đó đánh ngắn khá nhiều. Độ rộng xấu với 257 mã giảm điểm trên 161 mã tăng, hầu hết nhóm vốn hóa lớn và vừa chịu áp lực bán mạnh. Trong đó, ngân hàng giảm tới 0,77% chủ yếu do áp lực giảm điểm ở TCB bị bay 4,36%, MBB giảm 1,28%, VCB giảm 0,46%, BID giảm 0,86%. Tính riêng nhóm này đã đánh tuột 2,75 điểm của thị trường chung. Nhóm bất động sản hôm nay cũng giảm 0,76%, chứng khoán giảm 1,21%, thép giảm 1,39%, viễn thông giảm 3,07%, công nghệ thông tin giảm 0,7%. Ở chiều ngược lại, vận tải tăng 0,31% và bảo hiểm tăng 0,73%. Cổ phiếu tác động tích cực nhất lên chỉ số là GAS với mức đóng góp 1,28 điểm. Ngoài ra còn có MSN, VHM, VCG. Thanh khoản 3 sàn khớp lệnh tăng so với phiên hôm qua 18.800 tỷ đồng, trong đó khối ngoại vẫn xả khốc liệt bán dòng 1.165 tỷ chủ yếu bán VGC, VHM, TCB và mua vào HDB. Sự thiếu đồng thuận trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã khiến VN Index bị ảnh hưởng khá nhiều, trong khi hôm nay cũng có thêm một lượng lớn cổ phiếu tại vùng đáy thấp nhất của nhịp điều chỉnh này về tài khoản. Tuy tổng thể áp lực chốt lời ngắn hạn không lớn, không đẩy thanh khoản lên cao, nhưng nhà đầu tư cầm tiền cũng không có lý do gì để phải hăng hái đẩy giá.